Chào anh em và các bạn đến với kênh Dũng miền Tây của mình nha. Đất. Giật cái kéo cái xe lầy trước anh em ơi. Còn hai cái máy cắt này nằm ở thinh luôn. Ôi giời. Hết hồn không? Máy này thì là máy chạy đồng không à anh em, khu này là khu của Bảo Xuyên quận Chúa nè, khu này thì cũng cỡ 300 công nha anh em. Mà mới vừa lướt thì mới vừa mở vạc thì lầy luôn nè. Cây có xe ủi là ngon nhất, xe ủi nó nhẹ cái xác của bê nặng lắm. Xe ủi xích ba xích thước cả hai bên hai thước. Sao cũng xích bự lắm. Lúc này thì hai xe kéo đang giải cuốc cây trăm lẻ. Dứt. Ôi vui đó nhào qua bên kia anh em ơi. Xây intent luôn rồi. Xây intent. Mới vừa nhóm nè anh em chứ chưa hẳn là lên được đâu. Nè để coi cây trăm lẻ đi được hay không ha. Ừ. Nhước. Trời ơi, nó lúng kìa anh em. Lầy nữa. Mới vừa nhóm lên mà đi cũng chưa được nè. Thôi rồi. Bây giờ đi không được luôn. Độn lường. Còn cây 82 lúc luôn nè anh em. Đội hình lúc này thì rất là lu bu lộn xộn. Cánh đồng này thì mới mở bữa nay luôn nè anh em, nhưng mà có một cái là đất này nó lầy dữ dằn lắm. Tài xế trăm lẻ kêu kiếm xe ủi đi rồi cắt, chứ không có xe ủi là thua. Rồi lúc này thì xe kéo hỗ trợ kéo tiếp xiển qua bên. Ôi ôi kìa, chưa hẳn là lên đâu nghe. Giật nữa đây. Được mấy bao lúa nãy giờ anh em? Dứt vô lúa luôn trời. Ôi ôi, vô lúa luôn, tình thế bắt buộc. Dứt rồi, dính luôn, xong luôn rồi. Cái kéo dính lại luôn rồi nè. Rồi lúc này thì cây trăm lẻ để vô để mở rộng địa bàn ra giải cứu cây 82 nè. Rồi lúng nè nó. Lúc này thì áp sát vô cây 82. Còn xe kéo này lại để hỗ trợ xe kéo này.
nằm lủng lẳng ở trong cái đám lúa luôn à. Còn cây trăm lẻ thì cái này là chắc kéo lùi anh em ơi, kéo lùi lại. Xe kéo thì giải cứu xe kéo, còn máy cắt thì giải cứu máy cắt. Mỗi ai cũng đều có phận sự hết. Rồi, lúc này thì giải cứu xe kéo. Giật. Giật không nổi. Cái này là máy cắt giật mới nổi, cho xe kéo giật nó không lên rồi. Lúc này giải cứu xe kéo giải cứu kìa. Giật không nổi đâu. Nặng lắm. Giật. Ây cha. Bỏ tay. Quá trời lầy rồi mới ní. Ui, chuẩn bị giật nè anh em. Đây. Đó. Trăm lẻ mang bồn 93 nè anh em. Rồi lúc này thì Tài đang ôm bô lăng để đi ve cho cây trăm lẻ dưới xe kéo để giải cứu. Đó. Giật. Trời ơi. Xe kéo chưa đi nổ máy nữa trời. Rồi lúc này thì trăm lẻ với xe kéo giải cứu anh em ơi. Bật. Giật. Ây cha, chưa chịu nhóm nữa trời. Cái nữa. Ừ. Khá là nặng anh em ơi. Lúc này thì tài xế của Gang Ma 82 thì nãy giờ thì cầm bô lăng đi lùi nhưng cuối cùng không thành công nghe nè. Lên đó. Rồi tiếp tục. Rồi trăm lẻ chết cha rồi. Trăm lẻ lúc này thì áp sát vô cũng không được nữa nha anh em, tại vì cái đầu nó mới gịch có hai ba cái thì lúng nữa à. Lúc này thì mở rộng địa bàn ra để giải cứu tiếp tục. Không biết là giải cứu bằng cách nào hả anh em, chắc là kéo đầu hay kéo đít. Đấy, trăm lẻ à. Cái này là kéo đít thôi chứ kéo đầu là không bao giờ kéo được nha anh em, tại vì nó đụng cái hàm luôn rồi. Lướt cái đầu nổi mà lướt. Sẽ kéo tính lướt mà lướt có được đâu. Thì hiện tại cây trăm lẻ đây đó. Để kéo đầu hay sao nè anh em ơi. Lúng, miếng đất này lúng kìa. Dữ dằn luôn. Cây trăm lẻ lơ mơ lúng nở nè anh em. Hai người đang dọ đường kìa anh em à. Rồi trăm lẻ lúng luôn rồi, con khỉ gì nữa. Rồi xong luôn. Yeah, không được luôn, bỏ tay. Chết cha rồi. Không lên luôn trời. Ra đồng quá trời luôn. Hồi lúng cây trăm lẻ luôn. Lúng cây trăm lẻ luôn bây giờ. Rồi nghiến ơi. Rồi không có lên luôn rồi. Cây trăm lẻ cắm đầu rồi kìa.
lên được. Lúng luôn bây giờ kìa. Đó luôn hả? Kéo mà. Trời, 100 lúng luôn trời. Đang vượt qua rồi. Trời trời, đang vượt qua kìa anh em ơi. Á à, đất gì lầy dữ vậy trời. Tiếp tục ve để giải cứu xe kéo nè. Lúc này thì cây 100 đang ve trở lại nè anh em. Tiếp tục giải cứu xe kéo. Trời ơi không lên luôn, trời 100 mà không lên nữa là thua. Dứt. Chú nhào lên nữa trời. Chú nhào luôn. Dứt. Không chịu lên luôn. Rồi nhào luôn. Quá mừng luôn anh em ơi. Rồi một pha giải cứu xe kéo thành công. Còn cây 82 còn ở lại. Kéo lên gì đó nhưng mà không biết đi làm sao nữa nè. Đất này ngộ lắm, đủ lúng là lúng hoài đó. Đó đó. Cây 100 chạy vòng qua đây nè để giải cứu cây 82 nè. Cái này có xe ủi mới được mới vui. Không xe ủi là thua. Lúc rất là nặng luôn trời. Áp sát vô nè anh em. Ôi ôi kìa, rồi rồi. Tới công chuyện nữa rồi. Không có được đâu. Vé yeah, kìa. Ôi ôi vé. Yeah. Vượt luôn. 100 này mang bình 93 anh em ơi. Rồi. Tiếp cận không được. Tiếp cận không được cây 82. Không tiếp cận được. Rồi sao trời? Ve vô không được rồi sao? Rồi tiếp tục ve vô coi. Đó. Khó tiếp cận quá. Địa hình chắc chở khó tiếp cận vô. Tại chỗ đó là chỗ lầy đó nè. Vô không được. Cây 100 này là rồi sau đây khó tiếp cận quá. Sao mua nổi chống nó mới lên được. Đúng rồi, phải không ơi? Sao mua nổi? Thì đó. Lúc này thì kéo chuyền gì nè anh em à. Trời ơi, ok à. Dứt. Ừ. Dứt. Trời ơi. Cha. Sao rồi, sao rồi? Dùng dây rồi. Quá trời lầy rồi mấy ní ôi. Miếng đất của Bảo Xuyên quận chúa này thua rồi. Là đổi vị trí rồi nè mà.
Dạ mạnh vô. Hiện tại trăm lẻ đang đi lùi ha. Một hồi lúng luôn đó trời. Rồi dưỡng luôn. Không vô được anh em ơi. Dước. Ừ. Đi ra ăn chú nãy luôn rồi. Nằm ngay gan chỗ nãy luôn á. Lúc này thì đang tiếp cận vô để giải cứu cây táp 2 nè. Tập trung lực lượng. Địch không nổi. Trời ơi, cây táp 2 nó lì đòn dữ vậy trời. Quá lì đòn luôn. Hai xe kéo, một cây 100. Móc sình ra mới lên được chứ không có sợ không móc sình là thua luôn á. Cái này còn lúc nặng dữ nữa anh em à. Cắt đi. Cho ổng múc đất hồi nữa hả lại kéo nữa. Ông đang hốt này, ông đi cắt đi. Tỉnh queo đó, ông không kêu mấy ủi bọc lên trên, cắt bỏ luôn. Rất là đông người dân để nóng lòng để lấy cây 82 lên này, cuối cùng lấy không được nè nè. Đồng này thì đồng T6, hiện tại là khu vực này là của Bảo Xuyên, quận Chúa à. Lầy kinh khủng luôn. Điện qua kia nó chịu mua. Lấy len không? Đấy. Có len nè, Ní ơi. Tôi mới đi ra ngoài tại tôi mới mua về. Bảo Xuyên quận Chúa đó. Bên khu vực nào lúng không cấm cây ngay cản ngang nó đi rồi nó cắt rồi trên đó thì tính. Lúc này thì đem len vũ khí lại moi lên anh em ạ. Cho nó rộng rộng để cây 100 với xe kéo về giải cứu chứ sao vậy. Lúc này trời mưa quá mưa rồi mấy ní vô mà nãy giờ chưa lấy lên được nè. Trời ơi trời. Mắc quần luôn anh ơi. Hiện tại cái xe kéo đang lúng anh em. Dớt. Lúc này thì đội hình 100 với 82 đang phối hợp để đi dĩ cầu lên nè. Trời trời, xe kéo lúng luôn rồi anh em. Trời trời rồi rồi. Ban qua luôn. Không xong rồi anh em ơi. Trời
mở dây xích ra để thay đổi vị trí. Kéo nãy giờ là biết bao nhiêu phát cũng không lên nè anh em, mà trời thì đang mưa động trên dữ dằn luôn, đi còn không xong, tiếp cận không được, vô thì tiếp cận khó tiếp cận lắm, ngồi ngồi nghiêng luôn rồi kìa. Cây này thì cây 100 Thái đời 2021. Tiếp tục ve vô đó kìa anh em ơi. Vô cắt luôn. Còn cây 82 nó đang nằm ở đây không nhúc nhích được. Hồi lướt hồi lầy nữa. Lúc này thì quá bối rối. Mở rộng địa bàn để tiếp cận nhưng cuối cùng khó tiếp cận. Ve vô thì nó lúng anh em. Lúc rất là khó khăn cho 100 để tiếp cận cây 82. Chạy vòng vòng ngoài không vô không được. Không lấy lên thì trời mưa, bữa đêm nay lúc luôn cái máy luôn. Dàn đích. Không tiếp cận được. Ve vô không được anh em ơi. Cái chỗ đó quá trời nó lúng luôn rồi, ve lên là nó bị rồi. Lầy nữa. Chết cha rồi. Chăng cái lỗ lung ve vô ve không được. Trăm lẻ ve không được. Ve chứ ve thì chổng đít mà cắm cái đầu xuống không sao ve. Trời ơi lấy cái cây 82 lên rất là cực khổ. Ve vô nè. Khó tiếp cận quá anh em ơi. Bật cái dĩ cầu lên nè anh em. Ê ê ê. Ừ đáng số quá vậy đó. Ừ dứt chưa lên đó trời. Dứt cái dĩ cầu bật lên rồi nè, đang lót cái dĩ cầu bật lên nè nè. Nếu mà xích cục quá thì kéo không được. Dài quá cũng dở. 100 này lầy nữa bây giờ. Đi còn không được nữa mà kéo gì nữa mà kéo trời.
ve trở lại mà ve nó không có chịu vô, nó chỉ có nhổng cái đít lên không rồi chạy bỏ luôn. Thua, khó tiếp cận quá anh em ơi. Đất này thì đất bùn dẻo, đất này phải có nước là kéo lên nè. Trong lẽ Thái đời 2021 Kubota chữ bể. Lúc này thì cây 100 đang tiếp cận được, nhưng mà chẳng còn hơi xa nè nè. Dứt rồi bay lên anh em ơi. Ôi ôi có kìa. Ôi ôi đây, lúc này thì em máy 82 hiện tại đang nằm ở trên cái dĩ cầu. Ê, 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 bật trở lại. Nhông tay chút nữa trời. Làm gì lưng chân sao đây? Trời. Bật ngược trở lại rồi. Sao ổng kéo lên chút nữa trời. Rồi chạy mới kéo ra ngoài để cho cây 100 giật. Giật lên phát nữa mới lên anh em. Sẽ kéo chạy ra ngoài nè. Máy cắt máy kéo dựng lầy suốt rồi rồi đang lên bên đây nè nè. Đó lên thì mưa tới luôn rồi anh em ơi. Rồi trời đang gượng lên kìa. Đó ấy cho con gà có chạy kìa anh em. Nhưng mua lăng đang vượt lầy luôn. Rồi đang thành công giải cứu. Hồi sáng tới bây giờ thì 5-6 tiếng đồng hồ rồi nghe anh em. Năm sáu tiếng đồng hồ mới chịu lên nè, lì đòn hết hồn luôn. Cây gan hoa này giật nãy muốn sức là gặp hai luôn. Rồi máy cắt này rút rồi. Như vậy thì máy cắt này rút. Bộ nghỉ cắt ha anh. Vậy à? Rồi như vậy thì tài xế 82. Rồi như vậy là thôi rồi. Như vậy thì lấy này lên xong rồi là về luôn nè anh em. Cái này chết con ta rồi.
đang quay. Rồi, đội hình máy cắt quyền lực đang chuẩn bị ra về anh em ơi.